câu hỏi hai. Ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần nơi chỗ chiếc giày đã rơi. Trả lời câu hỏi hai, ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần nơi chỗ chiếc giày đã rớt. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành, thương người nghèo khó. Hành động của Thánh Gandhi ít có ai làm được, ít có ai nghĩ đến. Khi chiếc giày rơi không thể lấy lại được, nên ông nghĩ ngay sẽ có người nghèo lượm, nhưng có một chiếc không thể dùng được. Vì thế ông ném chiếc còn lại cho người nghèo nào đó, khi lượm được chiếc này thì sẽ lượm được chiếc kia, và như vậy mới có đủ cả hai chiếc. Chiếc giày còn lại ông cũng không mang được, và người khác lượm chiếc giày kia cũng không mang được, vì chỉ có một chiếc. Với lòng yêu thương người, ông xét thấy người ta mang cũng như mình mang, vì thế ông ném chiếc giày còn lại để người lượm sẽ có được hai chiếc giày. Do lòng yêu thương đã biến ra hành động ném lại chiếc giày, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hành động ném chiếc giày xuống xe là đức hiếu sinh thân hành tuyệt vời, mang theo đức hạnh bố thí, không phí bỏ vật chất. Ở đời người ta cứ tưởng, nghĩ kêu gọi mọi người đóng góp tiền của gạo thóc rồi đem cho người nghèo mới gọi là bố thí. Bố thí như Thánh Gandhi mới thật tâm bố thí. Bố thí có tư duy suy nghĩ hẳn hòi. Dù một chiếc giày không giá trị, nhưng có ý thức biết ném bỏ bố thí đúng lúc cho người nghèo lượm. Thánh Gandhi bố thí thật là tuyệt vời. Bố thí bằng ý thức thương người, bằng đức hiếu sinh ý hành. Nếu đức hiếu sinh đã trở thành một sự sống của một con người, thì không còn một ác pháp nào tác động vào tâm họ được, thì ngay lúc đó họ là người chứng đạo. Cho nên đạo Phật tu hành không khó, chỉ cần thấu triệt, thấm nhuần một đức hạnh trong năm đức ngũ giới này, thì sự chứng đạo sẽ ở trong tay. Một giới đức hiếu sinh thông suốt và thấm nhuần thì tất cả những giới đức khác đều thông suốt. Cho nên chúng ta chỉ học cho thấm nhuần một đức hiếu sinh khi đã trở thành như da thịt của chúng ta, thì lúc bấy giờ đụng đâu cũng là lòng thương yêu của chúng ta. Chừng đó tâm chúng ta giải thoát hoàn toàn mà không cần phải tự tu tập một cách khó khăn như trước kia nữa. Trước kia tu tập thường hay phạm giới và bị ức chế tâm sinh ra nhiều chướng ngại, nhiều tưởng giải. Còn ở đây chỉ học đạo đức hiếu sinh để thấu triệt và thấm nhuần, để thân tâm trở thành một thói quen đạo đức, nhờ đó mà tâm thanh tịnh hoàn toàn bất động, không còn phóng dật. Đây là một phương pháp tu học mới mẻ, bằng một chương trình giáo dục đào tạo chứng quả A-la-hán hơn là tự tu, tự chứng như từ xưa đã tu tập đến nay. Kết quả dường như